Thưa quý vị, thông tin mới nhất về vụ việc bé trai khoảng 3 tuổi nghi bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh cách đây 1 tháng. Sau khi sự việc được báo chí đăng tải ngày hôm qua, đến thời điểm này cơ quan chức năng đã xác định được mẹ ruột của cháu bé, xác định được tên tuổi của cháu bé. Nhưng liệu bé có được mẹ đón về hay không thì rất khó để nói trước. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, phụ trách mảng trẻ em phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi thông tin về bé Bin được đăng tải rộng rãi, bà đã nhận được một cuộc gọi của người dân. Theo đó, họ nhận thấy cháu bé này rất quen, từng thường chơi đùa ở một tiệm cắt tóc thuộc huyện Bình Chánh. Với những chỉ dẫn tương đối cụ thể, bà Nga đã xuống địa chỉ trên để xác minh và gặp người phụ nữ tên là Ngân, được cho là mẹ ruột của bé Bin. Thông tin ban đầu cho thấy bé Bin tên thật là Phạm Gia Huy, sinh năm 2014, có mẹ làm nghề sơn sửa móng tay ở Bình Chánh. Địa điểm này gần sát bến xe quận 8, người mẹ cũng có tên là Ngân, hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà bé Bin cung cấp trong những ngày đầu được đưa về làng trẻ Hòa Bình. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp xúc xác minh quan hệ giữa chị Ngân và bé Bin, đồng thời thuyết phục người mẹ này nhận con về chăm sóc, bởi chỉ có gia đình mới là môi trường tốt đẹp nhất để một đứa trẻ được nuôi dưỡng và trưởng thành. Được biết, trong buổi gặp gỡ đầu tiên giữa đại diện của phường Phạm Ngũ Lão với người mẹ tên Ngân thì người phụ nữ này đã đưa ra được giấy khai sinh và một tấm ảnh của bé Bin. Người mẹ này còn cho biết là chị sinh năm 1987, đã có 2 đời chồng và 2 đứa con. Bin là đứa con út và là con của người chồng sau. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai này lại là khoảng thời gian mà chị bị hành hạ rất nhiều, do đó buộc phải chia tay để chấm dứt những mệt mỏi. Dù thế thì lý do bỏ bé Bin ở cổng bệnh viện Từ Dũ vẫn chưa được giải thích.